Ok, xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái tin này. Đây là Facebook của Thiên Kim đã chặn lại rồi. Vậy thì Thiên Kim là ai? Cái này chỉ có là an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao thì mới được biết được những cái tin nhắn này có thật sự là đúng hay không. Vì người này đã đưa tin cho mình rất là nhiều, những chụp lại những cái tin nhắn của những người khác đó, trong đó có liên quan tới ông là Nguyễn Đức Hiển, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và một số người, ví dụ như là Thanh Trần. Vậy thì thực hư cái tin này có giá trị để làm giảm tội cho bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Thì chúng ta thử coi nha. Bây giờ tôi sẽ công bố live stream trực tiếp cho các bạn coi. Đây là Facebook là của Thiên Kim và người này á, là bắt đầu á, là kết nối với mình vào là mừng Jun. Jun là các bạn thấy Jun là gì không? Jun là tháng 6, 16 tháng 6 năm 2021 nha các bạn. Biết rồi, thế hình mới 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 thấy chứ, mới thấy hình mới biết được chứ. Bắt đầu chúng ta coi nha, thử coi à. Tới đâu thì mình sẽ thuyết minh tới đó nha các bạn nha. Rồi bắt đầu coi nha. Các bạn thấy ở đây là đây có giọng nói luôn. Đây mình chỉ quay lại thôi nha cả nhà, quay lại thôi. Và các bạn thấy ở đây là có rất nhiều những tin nhắn nha. Tin nhắn này có nói về là ấy đó, các bạn thấy cái màn hình không? Mình đang xoay các bạn đây. Đây là những cái giọng nói đây nha các bạn nha. Đó, các bạn coi nha, mình sẽ cho các bạn coi có giá trị để cho bà Nguyễn Phương Hằng được giảm hay không thì chúng ta cùng coi nha. Rồi, đây. Tony không được tiết lộ sớm vụ Phương Hằng thật mua Đại Nam nha. Tony không được tiết lộ sớm vụ Phương Hằng thật mua Đại Nam nha, để chị Hằng đánh vợ chồng tuyển nổ. Vậy thì trong cái vấn đề này các bạn thấy là bà Nguyễn Phương Hằng thật hay là Nguyễn Phương Hằng giả các bạn? Đúng không? Tony không được tiết lộ sớm vụ Phương Hằng thật mua Đại Nam nha. Đó, có nghĩa rằng là như các bạn đã thấy là trên mạng xã hội lan truyền rất là nhiều vấn đề là Nguyễn Phương Hằng thật, Nguyễn Phương Hằng giả. Mà thật sự bà Nguyễn Phương Hằng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Đó, vì tin tưởng Tony lắm mới giao cho Tony đó. Rồi, sau này Tony muốn hỏi gì nhắn tin cho mình sẽ cho Tony tin chính xác nhất. À, không biết chính xác không, đây là những thông tôi sẽ công bố cho các bạn coi, vì thật sự mình cũng chẳng biết gì hết trơn nhé các bạn, chủ yếu là trên không gian mạng mà thôi. Cái này chỉ có là những người đó an ninh mạng ha, phòng chống tội phạm công nghệ cao người ta mới vào. À, mình đã tin tưởng em Châu rất nhiều nhưng em không khéo lắm, em lên live em khoe có vợ một ông an ninh cho em thông tin nên em nói tình hình thực tế, thế là bà Hằng lên đại hội vạch mặt phang luôn đó. Các bạn thấy nó có liên quan tới là Phương Anh Châu đó, các bạn lúc trước thì Phương Anh Châu cũng rất là nhiều người đó. Rồi các bạn, rồi tiếp tục tiếp tục nha. Các bạn thấy là mình không có trả lời đúng không? Trong đây thì có rất nhiều, các bạn thấy lên những người ta chụp tin nhắn lại đưa cho mình đây nha, bạn có những cái giọng nói luôn. Tiếp tục nha các bạn. Rồi, ví dụ mình cung cấp địa chỉ nhà con ma sơ và thông tin của bà cho em Châu biết, sau này các kênh mới biết bà sơ bà ở bãi rác. À, tôi để mình cho tốc độ nó chạy nhanh nhanh chút xíu nha, tại vì nó chậm quá, tốc độ 125 đi. Rồi tiếp tục nha các bạn đó, các bạn nào quay lại quay đi cho mình, nếu như các bạn nào tôi nói cho các bạn nè, cho các bạn download cái clip này về, mình không sẽ không đánh bản quyền những người nào thương yêu coi như là bà Nguyễn Phương Hằng đó nha. Tôi hứa là tôi sẽ không đánh bản quyền cái clip này, các bạn có thể download về và các bạn lấy ra các bạn phân tích. Còn những cái vấn đề tin nhắn bên kia chụp màn hình đó nha, người ta đưa cho tôi đó thì tôi chưa có show ra được. Đây là những cái vấn đề này, nếu như các bạn có khả năng lan tỏa và giúp được cho bà Hằng đấy, đây là vấn đề này cần phải là nói cho mọi người biết. Đây cũng chỉ là một trong những người đưa tin cho mình thôi, còn rất là nhiều người nữa nha cả nhà. Rồi tiếp tục nào. Diễn tả cho chị Phương Hằng thật hình thù bức tượng nha anh. Mình tuyệt đối không cho em Châu biết gì về Huỳnh Ngọc Thiên Hương là ai đâu. Khi nào chị Phương Hằng chính thức lấy Đại Nam, mình sẽ cho bạn biết Phương Hằng là con cháu ruột cưng của ai trong bộ tứ trụ nha. Nhớ giữ kín xíu, khi nào nói được mình sẽ báo. Có nghĩa là Nguyễn Phương Hằng thật đó là một trong những người con của tứ trụ. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đó mà hiện tại bây giờ là Nguyễn Phương Hằng đó là không phải. Người này nói rằng là như vậy đó, là Nguyễn Thị Phương Hằng thật đó muốn lấy lại cái Đại Nam đó, nói chung là vậy đó nha các bạn nha. Rồi tiếp tục, cái này chỉ an ninh mạng mà thôi, hôm nay tôi sẽ công bố cho các bạn coi hết luôn nha. Rồi đấy,
Ngày mai sẽ khai thác thông tin mới rồi báo cho Tony, vì bên này mình cho bạn khác, cho em Phạm Ngà lên nói không đó. À, có nghĩa là Phạm Ngà cũng trong cái đường dây này, người ta đưa tin cho Phạm Ngà đó để nói rất là nhiều về vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng đó nha bạn, trong đó có dính líu tới Phạm Ngà luôn. Rồi tiếp tục, tất cả bài viết của Thanh Trần, tất cả bài viết này của Thanh Trần nha, có liên quan tới Thanh Trần luôn nè. Tất cả, đây tôi quay lại chút xíu nha, đây này, trong này có tin nhắn người ta chụp lại đưa cho tôi hết nha các bạn nha. Còn đây, đây là những tin nhắn trong này, còn những cái ghi âm nữa. Trong những tin nhắn này chắc bạn, các bạn không thấy đúng không? Rồi, đó là địa chỉ và tiểu sử ma xó. Còn nữa, lát mình đưa. Có muốn hỏi tình hình hiện tại của Nhâm Hoàng Khang không? À, có Nhâm Hoàng Khang nữa, chắc bạn là có dính líu trong Nhâm Hoàng Khang nữa. À, mà tại sao các bạn thấy chưa, Phạm Ngà lại biết được cái là Nhâm Hoàng Khang. Nhâm Hoàng Khang lại biết được những cái nhà Nhâm Hoàng Khang buôn bán ma túy đó kia các bạn. Mà tại sao mà Phạm Ngà sống ở bên Mỹ mà lại biết được? Thì cũng là do người ta đưa tin cho, đúng chưa? Đó, và Nhâm Hoàng Khang cũng từng lên là vạch ra vấn đề của các nghệ sĩ cái này kia đó nha bạn. Rồi tiếp tục, tụ nói chơi chiêu, vụ án này, vụ Minh Huệ kết bạn để không ai nghi ngờ mình, vì vụ án còn dài nên mình kín tiếng xíu nha. Đây là những giọng nói đó các bạn, những ghi âm này 3 tháng rồi, tại sao không bắt bà Hằng sớm, bây giờ lôi hết mấy ông phía sau ra. Thanh tra toàn diện Bình Dương đã 2 năm nhưng kín đáo. Mình toàn lấy tin từ những lính của ông xã, mình toàn lấy tin từ những lính của ông xã nên hết sức kín đáo, sợ ông xã biết. Ông cấm mấy ông kia dựa vào nói khéo thôi. Muốn biết tiểu sử bà Hằng cờ cờ không, mình gửi. Họ đã điều tra xong, đọc xong cười ngất. Trong năm nay sẽ xử lý 25 ông chóp từ Nam ra Bắc. 25 vị chóp các vị tỉnh thành và một loạt ekip phía sau. Các bạn thấy chưa? Đây là hình ảnh của những người đây kêu là mua Đại Nam đây nè. Đó, mà không mua đâu mà mua. Đó, hình ảnh chụp đây nè, mua Đại Nam nè. Ông Cao, người cao cao trong hình các bạn, ông Cao thì làm Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương. Các bạn thấy là cái ông cao cao làm sao mà tỉnh Bình Dương được. Bé Châu không biết ai đứng phía sau đâu nha. Chỉ biết ba người này sẽ mua Đại Nam thôi, mua con khỉ khô. Đại Nam vẫn bình thường như cái đường hộp sữa. Đây là những tin nhắn người ta chụp qua nè các bạn. Tiểu sử các con của Tuyền Nổ. Đây là tiểu sử đây nè, các bạn thấy chưa? Đọc ra là ông Thái hai con, ông Giang một đứa, rồi ông Trình một đứa, rồi ông Dũng mà vui một đứa, tổng cộng có 5 đứa. À, mà mình chỉ biết là 4 thôi, mà bà này đưa tin tới 5, 6 đứa lận, không biết coi không. Đây là những tin nhắn chụp qua nè các bạn. Rồi, em nói hết thông tin của Nhâm Hoàng Khang đi. Ok rồi đó, có ông Dũng là vui luôn. À đó, không biết ông Dũng là vui dính cái gì tôi không biết nha. Cái này là tôi nói cho cộng đồng mạng biết hiểu được như vậy đó. Rồi, ra báo rồi, bạn nói thoải nha. Tôi không biết tôi nói cái gì, chơi cái báo gì đây không biết, nó nói cái gì tôi không biết nữa. Rồi, đây là có những cái giọng nói đó các bạn. Tôi vẫn đây được, mà chị Hằng thật không phải là con cháu ông Lê Đức Anh. À, đấy, không biết là Nguyễn Phương Hằng thật, Nguyễn Phương Hằng giả như thế nào. Mà đây nói là Hằng thật không phải là con cháu ông Lê Đức Anh. À, Lê Đức Anh thì các bạn tôi cũng không rành nữa. Tứ trụ, tứ chiếc thì tôi không biết. Đó, tiếp tục nha. Rồi, trở lên. Đây là những cái đó đó, bó tay luôn. Đó, ghi âm nói qua đó. Rồi, nói chung mà nói tới Phương Anh Châu đó, là nó đưa con gái Lê Đức Anh lên rồi nói là hình Ngọc Thiên Hương 2 vui kinh. À, có nghĩa rằng là Phương Anh Châu á, là đưa cái hình con gái của ông Lê Đức Anh lên đó, rồi nói là hình Ngọc Thiên Hương 2 đó. Các bạn thấy không? Đó, có chứng cứ theo hình Ngọc Thiên Hương á. Tôi không biết gì nha, tôi chỉ công bố lên cho cộng đồng mạng biết được cái sự việc như thế này thôi. Rồi, đã thanh tra được đến phần này. À, phần nào thì trong này là trong tin nhắn này chắc bạn các bạn đọc không được đâu đúng không? Nếu như các bạn là rumdo đó thì có thể đọc được, còn không đọc được thì thôi nha, đáng chịu nha. Vì thấy anh có nhiều người đưa tin rồi nên khi nào tin nào thật quan trọng mình đưa sau. Hình như ngày 15 tháng 7 là phiên tòa đầu tiên.
mà tới ngày hôm nay phiên cái gì đâu. Nghe anh Hậu nói, anh Hậu nào đây tôi không biết đâu nha. Đó, từng vụ một, trong đây có rất nhiều đây. Các bạn chụp lại đi. Khi nào muốn biết về nhà máy găng tay, nhắn tin mình nhé, mình sẽ gửi. Nhà máy găng tay luôn, tôi không biết rành nữa. Rồi, đây những bản hồ sơ đây các bạn. Đó, gửi qua nè. Đó, hồ sơ này các bạn biết gì không? Tôi không biết nữa. Đó, dấu vân tay, dấu điểm chỉ luôn này các bạn. Đó, có dấu vân tay nè, đúng không? Đây là một trong những trường hợp, đây là một trong những hợp đồng thật do tổng giám đốc ký là hờ cờ cờ đó, là bà Hằng á, bán đất cho người ta xong, lấy sổ người ta đi cầm hết. Có nghĩa là Nga nói bà Hằng á, là bán đất xong thì lấy sổ đi cầm. Đó. Một sổ là 4 tỷ, nhưng đừng đưa lên người ta ra, đừng đưa tên người ta ra nha. Bây giờ những người mua đất là cái gì đây, không biết KST là cái gì không biết, đã nhận được công văn nhà nước đền bù. Những nền đất không được chuyển nhượng lên đất thổ cư, nhà nước đền bù 300 triệu để kiếm công văn chụp cho, chắc bị thu hồi nên mới nhận được công văn. Các bạn hiểu gì không? Like đấy các bạn ơi, nó nhiều gì lên. Đây là những cái tin nhắn. Đây là những cái, đây là cái giọng nói chuyển qua nè. Nãy giờ tôi đang 8888 với ông Bầu Xô, bạn thân của Hoài Linh. Giấy tờ có chữ ký bà hờ cờ cờ. Bên trên là nằm khu khác nha. 4 tỷ là hứa xây nhà luôn nha. Nhưng sổ đã bị hờ cờ cờ, là Hằng cuồn cuộn đó, đem đi cầm ngân hàng rồi nha. Đó, có nghĩa là nói bà Hằng á, là đất thì bán rồi, sau đó là không chịu giao đất mà lại lấy cái đất, cái sổ đó để đi cầm ngân hàng. Đó, các bạn thấy là nên rắc rối vấn đề này là không biết nó có đúng hay không. Đó, tôi cho các bạn đó, để cho các bạn coi thôi. Đây. Còn đây là tờ giấy chứng minh ông Yên không nhận trong vụ 200 triệu. Đệ tử ruột ông Yên đưa, bên điều tra nói đừng đưa lên sớm để Hằng cờ cờ bẻ lái, đọc cho biết rồi bình luận chứ đừng chụp lên, chụp giấy đem lên nha. Các bạn thấy không, đây là im lặng là để luật sư hả, bé gì đấy, bé con Hằng nhà em đánh đông nó ngứa gì, nó nhóm kín được kẻ lái tôi không biết đó. Đó như tin nhắn người ta chụp qua đó, các bạn thấy không, tôi có nói gì đâu. Đây nè, tất cả 19 phút là chị đưa cho Phương Anh xem nè. Đó, Phương Anh là cái lúc trước mà các bạn thấy là Phương Anh cứ lên nói rằng là có clip mà 19 phút đó của bà Hằng đó, thì ai ai cũng đổ xô đô. Rồi là trong khi đó là Thái Văn Đường cũng nói rằng là có clip đó và cần ông Dũng là chi ra 20 tỷ sẽ đưa clip đó, nhưng thực chất ra clip đó đâu có đâu các bạn. Đó, các bạn đây những tin nhắn là đúng không? Rồi. Đó. Đây là cái đây là trong cái màn hình các bạn. Đây là cái màn hình hồi nãy mình cho các bạn coi đó nha. Là nói rằng là cứ đánh vào cái clip 19 phút này đó là nó sẽ điên lên và nó sẽ càng lên, nó là càng chửi nhiều, thì càng chửi nhiều thì càng bị bắt sớm, càng nhiều tội hơn. Đó là cái mưu đồ của người ta là như vậy đó. Đó, đây là những tin nhắn đó, chụp qua chụp lại nè. Đó. Đây. Nội dung clip 19 phút đó, còn clip 12 phút 10 giây chị chỉ biết qua nhưng không giữ an ninh mạng giữ, có nghĩa là an ninh mạng không giữ. Nghe nói bả nhiều clip lắm, tôi không biết là an ninh mạng có hay không, mà nói rằng giữ cả những clip mà 19 12 phút của bà Hằng á, là những phim đó tôi cũng sợ mấy má luôn, nó không biết có hay không thì không biết nha. Đó, những clip của người ta mà giữ làm chi. Đây, hôm nay bà Hằng cờ cờ nhận được giấy triệu tập rồi, mai chị hỏi xem giấy triệu tập gì nha. Đó, rồi. Rồi, đây. Khoan tung tin này nha, đọc cho hiểu thôi. Chị đã đưa cho Phương Anh hơn 100 tin nhắn là ít nhất, thông tin 100%, nhưng vì em không nhớ nên nói lung tung, không chủ đề. Có đưa cho tin cho Phương Anh đó, các bạn thấy không, cũng đưa cho người này, đưa người kia đó. Đưa Phạm Ngà, đưa cho Phương Châu á. Bởi vậy có rất nhiều người ta lên tính công bà Hằng là vì là cái những tin này đó các bạn. Đây. Đây các bạn. Chị sẽ ráng xin
clip 12 phút 10 giây xem được không? À, đó, các bạn thấy không? Xin mà không biết có hay không? Đó, bà Thanh Trần thì cũng lên đó là cho coi xin đi, để cho ông Đức Hiển ông coi. Ông Đức Hiển cũng tào lao lắm nha ông Đức Hiển. Để từ từ xin, vì lúc trước có được xem 30 giây xong chị không xem nữa vì ghê quá. Đó là clip 12 phút đó, nghĩ không quan trọng nên không gửi về, không gửi về điện thoại chi. Giờ ông xóa rồi để xin lính ông, à, có nghĩa là xin lính của ông xã của cái chị này đó. Nhưng thực chất tôi nói cho các bạn nè, lúc trước tôi á, là cũng có, lúc đó, đó là tôi có coi nha, người ta cũng chuyển cho tôi coi. Nhưng thực chất ra đó là clip giả. Cái hình đằng sau đó thì hình á, là nhìn giống bà Hằng cũng cái tóc mà xoăn xoăn đó. Nhưng mà thực chất ra không phải, là người ta chỉ là đội tóc giả mà thôi. Tôi nhìn sơ là tôi biết rồi, đây là một cái màn kịch là để dựng lên để đánh bà Hằng. Tôi nói thẳng cho bạn một câu như vậy. Nên tôi cũng đã coi clip rồi, nhưng mà đó chỉ là quay sau lưng thôi chứ không phải. Đây, có Tammy Chia, có Tammy Nguyễn nữa nè. Giờ ông xóa rồi, người này đưa thông tin cho Phương Anh nữa nè. Đó, cái người là Tammy Nguyễn nè. Đó, mà các bạn thấy là Phương Anh Châu hay lên chửi những người này nè. Đó, muộn tiền tùm lum tất cả cho tôi không rành mấy vụ này. Đừng cho Phương Anh biết, vì an ninh nắm được người này là biết chị Tuyết. À, mà tôi cũng nói thẳng cho các bạn biết luôn. Cái kênh mà YouTube á, mà các bạn thấy là cái kênh mà gì ta, Thanh Việt đó các bạn, mà các bạn hay nói là luật sư đó nha bạn nha, Thanh Việt đó nha bạn, Thanh Việt là cũng lấy tin từ là ở chỗ này ra nè bạn. Thanh Việt cũng phân tích mà không biết có đúng hay không, nhưng mà các bạn thấy là Thanh Việt phân tích rất là nhiều về vấn đề của công ty cổ phần Đại Nam nha bạn, cũng lấy tin từ của Tammy này ra nè. Tammy với này, các bạn nhớ lúc trước mà Phương Anh Châu cùng với Tammy đó các bạn, mà có gây hấn với là Trương cái gì Vĩ đó các bạn ở bên này nè, rồi sau đó ra tòa đó, thì là Thanh Việt cũng có hỏi là có cái cuộc phỏng vấn với Tammy nha, sau đó lên trên live nói đó các bạn, đó là Hứa Vĩ cái gì, Trịnh Vĩ đó, Trịnh Tuấn Vĩ đó các bạn nhớ không, đó là Tammy này, và Thanh Việt cũng lấy tin từ cái người này ra, các bạn cũng chỉ là tin qua tin lại mà thôi, thực tế là không biết là cái gì trên, các bạn thấy chưa, thông tin là như vậy đó. Rồi, tiếp tục. Các bạn thấy không? Tin nhắn này kìa. Tin nhắn đã đưa cho chụp màn hình đưa qua không à? Đây. Bắt đầu hình như ông Dũng không có con với ông bà Thanh đâu. Tôi không biết bà Thanh là bà nào đó nha. Đừng có nói Thanh Trần nha. Không, chắc không phải Thanh Trần đâu. Bà Thanh nào đó các bạn. Đây, giấy tờ kinh doanh bản chính của công ty chị cho... chị còn cho chị gì, chị còn cho Phương Anh, nhưng chị nói nó không được đưa nguyên bản lên, chết chị liền, nó muốn lên thông tin nào hỏi chị là xin cho Phương Anh liền, nên khi Tony cần biết thì hỏi. À, đây, tôi không biết tôi trong ngành con mẹ gì vậy nè, Tony vừa bị người trong ngành chê, mà tôi không biết có trong ngành gì đâu mà chê tôi, để tôi đọc cái gì đây. Tony Phạm, à, dạo này đưa tin nhảm quá, à, gì đây, à, và gì đây, vợ chồng gì lý tưởng gì đây, đó có nghĩa là chê tôi là vừa bị người trong ngành, tôi đâu có trong ngành con mẹ gì đâu trời, tôi làm YouTube mà, tôi trong ngành gì đâu, à có nghĩa là người trong ngành đó là chê tôi, có nghĩa là người ta lợi dụng tôi đó các bạn, người ta lợi dụng tôi để mà là đánh bà Hằng, các bạn thấy chưa, Tony vừa bị người trong ngành chê. Tôi không biết ngành nào nha. Tôi không trong ngành nào hết các bạn. Rồi, tiếp tục. Rồi, đó là những tin nhắn chụp qua đó. Tôi chỉ cho các bạn coi người ta nhắn tin như thế nào thôi. Còn những tin đó đó, à, các bạn đã chưa? Rồi. Còn một tin rất động trời sẽ cho bạn biết sau nhá. Còn những tin nhắn trên là ba vấn đề. Anh đọc tự hiểu nha. Lúc thì kêu tôi bằng Tony, lúc kêu bằng anh, lúc kêu bằng chị. Tôi không biết má này là ai hết trơn. Sẽ có ngày anh cần đến nó, à không, lúc kêu tôi là chị, xưng bằng chị, bây giờ kêu tôi bằng anh luôn, ghê vậy. Rồi bắt đầu, anh còn thức không? Sao giống như cái nick này có 2-3 người sử dụng. Cái nút trên thì là khi xưng bằng chị, ha, xưng bằng chị. Rồi bây giờ lại kêu bằng anh, tôi sợ luôn á, nghe không biết là có thật hay giả không nào. Anh còn thức không? Thông tin em sắp đưa anh xem, anh thật kín nha. Đây là lý do chính đáng mà chính quyền cho bà hot và ông Dũng là vôi rất sợ nè. À,
đâu. Xong bắt đầu lúc đó cái này là tin quan trọng mà mình nói rằng ok đâu em, tại vì sao bây giờ mình mới 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 tin thông tin quan trọng mà mình nói ok đâu em, à dạ đợi em chút xíu. À trên đó thì kêu bằng chị, bắt đầu khúc dưới kêu bằng em nha. Tôi thấy là ghê quá. À đây là những thông tin là đưa này các bạn. Rồi à đây, vậy căng rồi, chắc ông trọng đốt lò luôn, chắc chắn phải thu hồi về cho nhà nước. Bây giờ chơi mâu thuẫn, em thấy đâu có ai nói đến nhà máy xử lý nước thải. À các bạn thấy chưa? À rồi, kính nha Tony, để nhà nước điều tra xong hãy bung. Còn thông tin Đại Nam hiện tại anh nghe không? À tôi nói ok. Rồi cái gì đây, lấy cách đây 4 hôm rồi đó em ơi, đã rồi lấy về ủi xe cái gì kem biết. Tôi không biết là mấy cái tin nhắn này tôi chưa có coi nữa. Đang bàn giao nhân viên cũ sang nhà máy găng tay trừ một số nòng cốt ở lại. À cái này vấn đề các bạn đó, bà Thanh Trần đó, bà lấy tin trong này ra đó các bạn, bà lấy Thanh Trần đó, lấy tin trong này ra nè, đó lấy tin ở trong này ra là cái gì các bạn, đó là nhà máy găng tay nè, nhưng mà thực chất có đâu. Tony đã biết Phương Hằng thật là con cháu ai chưa? Để mình nói, nhưng bạn phải thật kín để bà đánh trận này nha. À có nghĩa là Phương Hằng thật đánh Phương Hằng giả đó. Các bạn không biết đúng hay không nữa. Tôi thấy bây giờ tôi lung tung hết trơn à. Giờ anh muốn biết không? Nhưng anh đừng nói ai nghe nha. Mất công Phương Anh nói lôi xương cốt gia đình người ta. À cháu ruột ông là Minh Chiết. À đấy, à có nghĩa là Phương Hằng thật đó là cháu ruột ông Nguyễn Minh Chiết. Đúng không? Anh hứa rồi nha. Anh biết ông Chiết mà phải không? À mình đưa ngón tay lên. Ai mà biết em bắt đền anh đó, bả đẹp lắm. Mà lúc trên thì kêu bằng chị, xưng bằng chị, xong giờ kêu bằng bằng em luôn, sao ngọt thế. Này, bắt đầu xuống rồi dạy xuống nào. Tin ông lắm mới cho ông biết. Đó bắt đầu chuyển qua từ anh, bắt đầu chuyển bằng ông nào. Tin ông lắm mới cho ông biết, sao kỳ vậy, sao chuyển qua chuyển hệ nhanh thế. Trên chị, dưới thì bắt đầu kêu bằng em, sao bây giờ chuyển qua bằng hệ bằng ông nào. Tin ông lắm mới cho ông biết. Chưa chắc Nam Quan Chính Trung biết, hay bất cứ YouTube nào biết, cách các nhà báo cũng không biết. À có liên quan đến cái Nam Quan Chính Trung nè. Chỉ trong nội bộ điều tra biết, Nam Quan cũng là người bên mình cung cấp mà, thấy chưa? Rồi, chỉ trong nội bộ điều tra biết, Nam Quan cũng là người bên mình cung cấp. Phạm Ngà luôn, mỗi người cho một ít. Có muốn biết vụ vừa cháy không? Em cho xíu thông tin hốt hó nha. Các bạn biết cháy gì các bạn? Cháy là cái vụ mà khu công nghiệp Sóng Thần 3 đó các bạn. Sóng Thần 1 đúng không? Sóng Thần 1 đó các bạn. Mà lúc trước á, mà Thanh Trần lên nói rằng á, là cái khu công nghiệp này là do bà Nguyễn Phương Hằng đốt đó các bạn. Nhưng mà đâu có phải đâu các bạn. Đây là cũng do cái tin này đưa ra các bạn nè. Đấy. Thấy chưa? Muốn biết vụ cháy không? Em cho xíu thông tin hơi hot nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Bởi vậy tại sao mà Thanh Trần á, lại có thông tin rằng á, là khẳng định rằng á, là khu công nghiệp Sóng Thần 1 đó là bị cháy là do bà Hằng bà đốt, xạo không? Má ơi, bà Phương Anh nói sai tùm lum, người ta nghe xong cười chết. Ông ơi, luật sư Thanh Trần là thư ký ông Phục ngày xưa đó. À, vậy thì luật sư Thanh Trần có phải là thư ký của ông Tăng Minh Phụng hồi xưa không? Tôi không biết. Ừ, không tin được đâu. À, lúc đó mình nói rằng là mình không tin Phương Anh. Rồi, đừng nói cho chị Thanh Trần biết. À Thanh Trần viết là Thăng Trần đó bạn. Đừng nói cho chị Thanh Trần biết, tôi nói cho ông nghe nha. À Thăng Trần biết. Sao cái người này núp chị em, núp kêu bằng chị, núp kêu bằng ông, tôi không biết là người này. Có nghĩa là trong cái nick này đó là có tới 2-3 người sử dụng đưa tin. Các bạn thấy không, núp thì kêu bằng chị, núp thì kêu bằng em, núp kêu bằng ông, đúng không? Vậy thì tôi đánh giá cái nick này là cái nick do nhiều người sử dụng để đưa thông tin cho các kênh YouTube, trong đó có Nam Quan Tín Dũng, Micho Phạm Ngà, Phương Anh Châu, Tony Phạm, Thanh Trần để đánh bà Hằng, đúng không? Nè, tôi nói ông nghe nha, tôi cho biết nè, nghe không? Nghe thì gửi cho đọc, sau này nghiên cứu, nói cho chuẩn, ok đi, tôi mới gửi cho xem tên tuổi từng người, mình nói ok, biết gửi gì đây biết. Đọc để sau này biết nói cho chuẩn. À đây các bạn thấy không, tin quá trời tin luôn là các bạn đó. Rồi đọc đi để mà tôi chưa có đọc nữa, bây giờ tôi mới lôi ra tôi đọc. À không biết như thế nào, không biết nha. Đấy rồi chị đã bắt đầu xuống rồi, bắt đầu trở xuống là chị rồi ha. Nút kêu bằng em, bây giờ xuống chị rồi các bạn. Chị cung cấp thông tin cho chị Thanh Trần và Thủy Đỗ. À các bạn biết bằng Thủy Đỗ đó, cái chị Thủy Đỗ mà lúc trước cũng nên đánh chị Hằng đó nha, cũng là Thủy Đỗ đó. Nhiều
Chị cung cấp thông tin cho chị Thanh Trần và Thụy Đỗ nhiều, em cứ nghiên cứu cho kỹ. Sau này sẽ rất cần để bình luận nha. Đừng cho chị Thanh Trần biết là mình nói bạn nghe nha. Nó số nút xong lung tung người ta, nút thì bạn, nút thì ông, nút anh, tùm lum tá lại trời. Rồi. Đó, các bạn biết được Thủy Đỗ không? Thủy Đỗ mà lúc trước á, cũng Thủy Đỗ mà cái gì đó các bạn cũng biết được đúng không? Đây. À, chị biết rất nhiều nhưng mà chị biết rất nhiều mà lười kể. Má ơi má, sao chuyển hệ nhanh thế? Lúc chị, lúc em, lúc ông. Rồi. Mình vì mình rất quý tấm lòng của bạn nên bạn đã bây giờ chuyển cho bạn rồi, ok ta? Ngộ nghe. Anh ông xong rồi giờ chuyển cho bạn. Ngộ nghe. Vì mình rất quý tấm lòng của bạn nên bạn yên tâm đi, mình không cho sai thông tin đâu, tội nghiệp bạn, nên sau này muốn hỏi gì mình hỏi anh em trong ngành cho. À, à bây giờ chuyển các bạn rồi, kinh không? À, chị em ông gì tới bạn kinh quá. Rồi bắt đầu tên à, đòi 2 tỷ người ta ủng hộ hôm 1/6 mua vaccine kìa Tony ơi, nhầm nha Tony ơi, 2 triệu, à có nghĩa là 2 triệu cái gì liều vaccine đó các bạn, mà đọc thành 2 tỷ bị liều. Khi nào rảnh sẽ kể toàn bộ quá trình thành Đại Nam cho đến hôm nay. Ok bạn. Còn luôn mới ghê, mình thua bạn 4 tuổi. À bây giờ thua bạn 4 tuổi. À, cho bạn Facebook nè. Cho bạn Facebook thật mình nè. Rồi, đây các bạn Facebook thật nè, các bạn vô nhanh đi, kiếm cái nick Hằng Phúc. Hằng Phúc nha bạn. Đây là cái nick là thật, đây là cái nick giả, đây là cái nick thật để truyền tin, còn cái nick thật là Hằng Phúc. Rồi các bạn nhanh vô đi, Hằng Phúc Phúc Hằng này đó. An ninh mạng nha, các bạn nhanh nhanh lên, rồi Hằng Phúc Phú Hoàng đó, rồi tiếp tục. Xong bắt đầu mình bắt đầu thấy cái hình này đẹp quá, mình thấy đẹp đẹp quá, mình có em đẹp, mắc cỡ không? Tôi thấy là mình đó, là mình đó đó. Xong mình nói là em đẹp, cười mỉm chi, tôi thật sự mê gái quá, thấy ai đẹp cũng khen đẹp hết trơn. Đừng cho ai biết trước khi kết thúc vụ án, mình nói cô hình ảnh lung linh mà thôi. À, mình khen đẹp kêu hình ảnh lung linh thôi, hình ảnh thực tế, hình này mới thực tế nào. Đầu tôi đấy đâu đưa hình là thực tế cho tôi đâu. Bắt đầu tôi mới thấy là hình đẹp bắt đầu, tôi nói ô nhẹ nhỏ đúng không, tôi mới kêu em kết bạn với anh đi, anh kiếm em không, em kiếm không ra. À sao thấy gái mê tôi đi phạm kinh thật ta, thấy gái này bắt đầu nhìn hình ảnh là lung linh liền, bắt đầu kết bạn luôn. Chở lúc đầu sao không có trả lời, sau này thấy hình ảnh coi như là mê quá biết không, sao bắt đầu nói, em kết bạn anh đi, anh kiếm không, anh kiếm không ra, mình biết bố rồi nhưng mà giả bộ nói anh kiếm kết bạn đi ra, mà vậy ông tôi đi phạm nó cũng ghê lắm. Mình ít giao lưu trên Facebook lắm. Ok, đợi xíu. Em mời đời đó mà tôi biết nó ai đâu trời. Mà đúng cuộc tôi không kiếm được. Em rất lười chơi Facebook và Zalo, không kết bạn lung tung. Vậy hả? Đúng rồi, khi nào cần thiết. Rồi, các bạn nè. Đây, các bạn nè, tin nhắn nhiều lắm mà không biết lấy ở đâu ra nha. Rồi, tiếp tục nè. Nói chung lòng vòng lắm, dân bị lừa khi mua đất này đó. Rồi, các bạn đưa đất đai cho tôi này, sổ tùm lum tá lại bùng minh các bạn thấy không? Rồi, Tony muốn có bằng chứng gì nói mình sưu tầm cho. À, để bây giờ đi sưu tầm mới kinh chứ. Alo, đó rồi giọng nói nè. Tin nhắn nè. Bây giờ tôi mắc cười. Tôi bắt đầu chuyển hệ. Tôi phải nói cũng mê gái thật chứ. À, thấy hình đẹp là bắt đầu các bạn thấy tin nhắn không à. Tôi thấy bắt đầu xạo nha, tôi thấy cái mồi xạo này nha. Tôi không nói nữa nè, chuyển quay quá trời các bạn thấy không? Tin nhắn quá trời luôn, tôi đâu có nói gì đâu. Các bạn thấy lướt lướt hay không à? Tôi đâu có nói. À, tôi biết bắt đầu chuyển qua anh nè. Anh lên YouTube nói ai nghèo ra mấy cây ATM gạo nhân gạo nha. À có nghĩa cũng muốn đi làm từ thiện á. À rồi tiếp tục nè, đó đi lúc đó là mua rồi. Rồi cái quyển này là làm từ thiện thôi, mình cũng lướt qua các bạn nha, cho cái này mình không cần bình luận tại vì những cái địa điểm của cái người này là lúc đó mà đại dịch Covid-19 đó các bạn, người ta phát gạo đó. Đây tiếp tục nè. Để em thống kê các quân xong em báo anh luôn, địa chỉ trên là bếp ăn được, cái này vấn đề từ thiện đó, mình không nói. Rồi, trung tâm văn hóa ghê, cái này từ thiện nha, không có nói. Rồi. Anh có cần em giúp anh không? Cái vụ sao Cà Khịa Nhã Kỳ không? Cần thì em hỏi. À có nghĩa là bà Hằng á, bà Cà Khịa là Lý Nhã Kỳ đấy. Thì bà này bà nói rằng á, bà nhiều chuyện, bà nói anh có muốn thông tin về Lý Nhã Kỳ không? Mình nói ok, nói đi. Đó, nhưng mà lúc cuộc có mẹ gì đâu, đâu đưa tôi. Rồi. Khi nào có tin em báo cho ông hỏi bà Kim Ngân. À ông hỏi bà Kim Ngân, sao nghe tên Kim Ngân sao nó quen quen vậy ta? Các bạn nhớ Kim Ngân là ai ta? Tôi nhớ hình như có người này hình như là ông hỏi bà Kim Ngân. Khi nào có tin em báo cho ông hỏi bà Kim Ngân. À ok em, tôi biết bà Kim Ngân là ai nha các bạn tự suy nghĩ nha. À, nghe tên này quen lắm đó.
Ông nhập viện rồi nên chưa có thông tin mới về Lý Nhã Kỳ. Alo anh. À mà alo sao tôi đâu có alo đâu. Em đang có trong tay hơn 100 tin nhắn giữa ông Yên và bà Hằng cờ cờ, nhưng đang suy nghĩ không biết nên đưa anh xem không, em độc quyền mà. Sáng mày nói đưa đi, còn suy nghĩ gì nữa chứ. À, hứa với em không được tung ra, đọc cho hiểu ông Yên tốt lắm. À ông Yên tốt lắm. Đây các bạn thấy tin nhắn là 100 tin nhắn đó các bạn, giữa bà Hằng với ông Yên đó, mà không biết có đúng hay không đó. Đó nè, đó là 100 tin nhắn đây nè, mà trên kênh của Hình Ngọc Thiên Vương đó hay đưa ra các bạn. Đó 100 tin nhắn đây nè, đó đi tắm đêm đồ này kia đó, đúng không? Rồi đây, còn những hình sách và thủ dâm em không đưa làm anh hư, he he he. Lúc đó bắt đầu mình nghe đây, nghe hình tầm bậy tầm bạ khoái quá, bắt đầu đưa cho coi đi, đưa đi coi đi, đúng không? Xong nói rằng em độc quyền, mai mốt cho anh sau cả clip 17 phút, sao nhiều phút thế, 19 phút rồi 12 phút, bây giờ có 17 phút đó. Hàng đâu đến nỗi cơ đó đâu mà toàn xuyên tạc không à. À coi chút đi, rồi có 45 phút nữa mới các bạn kinh không? Em ngại lắm, buồn. À mình giả bộ mình mặc buồn để chi, để mà coi như là xinh đó nha. Đó là chơi kiểu mà người ta kêu là mỹ nhân kế, còn mình chơi kiểu là nam nhân kế các bạn. Mình giả bộ là buồn đó nha, để chi, để đánh động vào người phụ nữ này để cho mình coi nha. Kinh lắm, ông Tony này cũng ghê lắm đó. Dùng nam nhân kế chứ không phải mỹ nhân kế nữa. Rồi 100 tin nhắn này một mình anh có thôi. Úi giời ơi, sao bây giờ kêu bằng anh ngọt thế. Đừng cho ai xem nha, anh đọc, anh đọc cho hiểu, sau này bình luận cho chính xác. Em vừa đưa chị Thanh Trần đó. Em vừa đưa chị Thanh Trần để lâu lâu cà khịa cho vui thôi, sẽ cho clip mà từ từ. À sao mà đưa ngón tay lên, đúng không? Ghê lắm, một mình bả ba thằng mà. Đó không, một mình bả ba thằng mà xạo không, bắt đầu tới đây tôi thấy ghét rồi nha. Bắt đầu thấy, tôi thấy là xạo xạo rồi. Một mình bà Hằng mà ba thằng, à xạo không? Người ta cho em rồi, lâu rồi em không cho ai hết, đi tù chết luôn. Em nói có là có, để từ từ em cho. Xong rồi mình nói là không có hình không tin, mình nói là không có hình là mình không có tin, đúng không? Có hình là thu dâm, à có hình thu dâm rất là dơ, đưa thì mới tin. Bắt đầu mình thấy là xạo rồi nha. Rồi mình nói là đưa thì mới tin. Xong mình nói là tin hay không em chịu, quỷ hà, em thề độc rồi, em thề khi nào mọi chuyện lắng xuống em mới cho. À bắt đầu mình thấy là xạo xạo rồi nha. Nè chị Thanh Trần cũng xin mà em không cho. Các bạn thấy hồi lúc nãy mình cho các bạn coi đó, là Thanh Trần cũng xin, là để là xin cho ông là Nguyễn Đức Hiển. Clip 19 phút đó ông Hiển là xin bà Thanh Trần, bà Thanh Trần mới xin cái người này. Chị Thanh Trần cũng xin mà em không dám cho, anh Hiển cũng xin em không cho luôn. Nói chưa, ông Hiển cũng xin luôn nè các bạn. Ráng chờ đi, em sẽ cho. Hay lấy một tấm sách em che mặt rồi tung lên mạng lâu rồi, cho con Phương Anh 2 tấm. Mẹ, có như là hình người ta che mặt lại thì làm cái gì nữa, làm sao biết được, đúng không? Đó, nó tung liền, sợ quá, hơn 1 tháng nay mình cười. Em chặn nó luôn, lấy tấm sách, nhưng dơ lắm nha. Đọc xong tin nhắn, thấy bà dơ từ hình thể đến tâm hồn. Alo, còn tin đồn anh Yên gặp vợ chồng ông Dũng là vôi, không có nha. À, đấy. Nhắn tin trực tiếp cho anh Yên đó, người của em nhắn, bình luận thôi nha sếp, đừng chụp tin nhắn đem lên nha, có cho đi, hình đâu? Mình khẳng định rằng, tại vì mình thấy là cái chuyện này xạo quá, nên mình muốn là những người này đó là chơi cái kiểu là lấy những cái chuyện mà riêng tư đó của bà Hằng lên để đánh, để cho bà Hằng bà tức, nên bà chửi. Rồi bắt đầu này các bạn. Rồi, cho gì? Hình đâu? Đợi xíu, đừng choáng nha. Xong đầu mắc cơ thiệt ông quỷ, à, mình cứ gại thôi, mình cười. Chắc nhiều người có vì cho từng cách đây 2 tháng rồi. À đó, xong rồi mới nói gửi đi, mệt quá. Anh có tấm nào chưa? Mình nói chưa. Quỷ nè ông, kinh quá, lúc cách đây 7 năm hay 5 năm tôi không nhớ, lúc mà nó nói cái lờ nó đẹp người ta tung đó, ghê quá, em xóa nha. Em xóa rồi, ông nói ông xem xong ông xóa đi, ghê quá, cho tôi có mẹ đâu, trốn luôn rồi hả? Có đưa tôi đâu đâu, tôi biết, bắt đầu xạo rồi nha. Làm gì có hình hài gì đâu các bạn nha. Nhưng mà bà Việt Hà có đưa cho tôi, có đưa cho tôi cái hình đó nha. Rồi đưa cho tôi cái hình đó, sau đó thu hồi lại các bạn nha. Tại hình đó là Việt Hà đưa cho tôi rồi mà che mặt lại, tôi nói đâu phải đâu, che mặt lại thì đâu có phải là bà Hằng đâu, đúng không? Vậy để em chụp cái khác, sao hỏi có chưa, xóa đi. Nói chưa có, em xóa bên em rồi, tưởng mới các bạn, có nghĩa là mình có là Việt Hà đưa cho mình rồi. Mình tưởng đâu là cái mới, ai ngờ đâu cũng là cái cũ, toàn là đưa tin nhau không à. Cần cái mới thì cho,
gớm kinh có, nhưng cái khác cũng kinh, mới đâu ok. À, hỏi là mà được cái mới đâu đưa cho tôi, kinh lắm không dám gửi, gửi đi lên máy tính. Bắt đầu mình nói đao về ok gì đây, à, chứ không để điện thoại, kinh lắm à, có nghe để trên máy tính đó, rồi chưa coi sao xóa rồi, gửi nhầm ha ha ha, mà tôi chưa coi mà vừa gửi xong mới gửi lại, nhá lại liền, ghét hủy các bạn luôn trời. Cảm ơn luôn quỷ Hà, có hình này chưa, đang xin lúc ốm nè, có rồi kkk trời, vậy từng vậy tung tấm nào toán đứa tào lao à, rồi bắt đầu có rồi, vậy mai lên chụp lại trên clip cho nha, à, mà ghê quá, đưa clip đi, không thích hình tôi không muốn xem, tôi thề đọc rồi cho ai xem sẽ cắn tôi không dám luôn. Bà xạo làm gì có cái hình nào, làm gì có cái video nào, toàn là xạo xạo không à. À xong rồi ra anh muốn em chết nắng nhất sao à, đó đưa tin nhắn, tiếp tục đưa tin nhắn cho tôi nè, đó lỡ thề rồi không dám luôn. Ông nội bắt đầu chuyển qua là ông nội, bắt đầu từ sao, từ bạn ha, từ chị xong tới anh, bây giờ chuyển qua ông nội rồi nha, bắt đầu chuyển qua ông nội rồi nè, bây giờ kêu mình bằng ông nội nè. Ông nội, ông nghĩ sao nói hai lúa là bà Lê Hằng vậy ông nội? À, bó tay. Mai mốt có thông tin thì em giấu anh luôn. Anh chưa bao giờ lấy thông tin của em để nói thì em có cho cũng vậy mà thôi. À, có là mình ghét á, mình nói kkk, đúng không? Dạ, em biết, nhưng có ngày anh sẽ cần đến nó. Đúng rồi, có ngày tôi cần đến nó đây nè, đúng không? Và vậy, sao anh không nói từ sớm để em mất công gửi và anh mất công nhận nè? À, lúc chưa bắt đầu chuyển qua anh rồi đó. Anh mất công nhận nè, không thì nói anh không như tính cách của anh. Em vì quý anh làm từ thiện nên em kết nối với anh. Thiết nghĩ em không cần nổi tiếng đến mức nhờ anh nhắc em trên like hay hãm hại ai. Em thật hay không thật có thể bản thân anh hiểu được, nên không cần anh lại phũ phàng trả lời như vậy. Anh nói vậy để cho bản thân anh thấy ok hơn cứ nói, không cần biết người nghe cảm xúc thế nào. Đây là tin nhắn cuối cùng em gửi, cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Bye. Xong mình nói là thông tin chưa kịp chứng, anh không cần đâu. Dạ vâng, chào nhé. Thế là lóc mình luôn. À, vậy thì các bạn suy nghĩ gì về vấn đề này hả các bạn? Rồi, đó là toàn bộ những cái tin nhắn đó cho các bạn coi nha. Toàn bộ những tin nhắn mà cho các bạn coi đó thì tôi đọc mệt luôn đó nha. Đó, thì không biết là các bạn nghĩ gì, thật hay không? Tôi không biết nha, thật hay không? Tôi không biết nha. Rồi, mình kết thúc nha, mệt quá, mình làm hai like lần luôn rồi. Thôi xin tổng chào cả nhà mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chút xíu tôi đọc comment của các bạn nha, mệt lắm rồi. Thôi xin tổng chào cả nhà mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin các bạn nếu như mà yêu thích mình, đăng ký, chia sẻ và đăng ký kênh mình nha. Cũng như là luật sư Tô Mê Tèo. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Xin tạm biệt, bye bye.